Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều. Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều. Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều. Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào. Mời các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều. Trong cây trái ba
quà gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quà khế ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng chua thì để nấu canh chua. Quà gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quà trứng ăn vào thì nó làm sao, không sao ăn vào người sẽ thêm cao. Quà gì mặc bao nhiêu áo, xin thưa rằng quà pháo ăn vào thì chắc là dai, không dai nhưng mà nổ điếc hai tay. Quà gì mà lăn lông lốc, xin thưa rằng quà bóng, sao mà quà bóng lại lăn do chân, bao người cũng đã trên sân. Quà gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quà mít ăn vào thì chắc là đau, không đau thơm lừng tận mấy hôm sau. Quà gì mà to to nhất, xin thưa rằng quà đất to bằng quả mít mật không, to hơn to bằng nghìn núi Thái Sơn. Gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng chua thì để nấu canh chua. Quả gì mà da cứng cứng, xin thưa rằng quả trứng ăn vào thì nó làm sao, không sao ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mặc bao nhiêu áo, xin thưa rằng quả pháo ăn vào thì chắc là dai, không dai nhưng mà nổ điếc hai tai. Quà gì mà lăn lông lốc, xin thưa rằng quà bóng, sao mà quà bóng lại lăn do chân, bao người cũng đã trên sân. Quà gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quà mít ăn vào thì chắc là đau, không đau thơm lừng tận mấy hôm sau. Quà gì mà to to nhất,